Xin chào các bạn, mình là Maria Lê. Rất vui khi gặp lại các bạn trong kênh YouTube Lê Lê Succulent USA của mình. Sau khi mình cắt 5 ngày đây các bạn. Hiếu rồi. Khi mà các bạn mới cắt xong á, mình vặt lá thì nó rất là dễ lấy luôn cái da của cái cây này. Đó các bạn thấy không? Nếu mà các bạn không có muốn lấy da thì các bạn vặt như thế này đây. Ngắt nó thôi. Ngắt nó, đừng có cho nó ngắt nó và chừa nó một khúc như thế này. Đến 5 ngày sau nó sẽ tự nó rớt ra các bạn. Nó sẽ không có lấy mất cái da. Tại vì lá của Ionium rất là khó nhân giống, cho nên các bạn có vặt được cái lá cho tốt đi nữa cũng không có nhân giống được. Nó rụng. Trồng vào đất thôi nha. Này là đất thịt trộn phân bò và play.
Rồi mình để ở trong mát nha. Một tuần sau mình mới tưới nước ạ. Đây là cây mẹ. Cây mẹ mình đang để ở trong mát đây các bạn. Cái Madiras mình chờ nó nở bông để nó lên con, mà cuối cùng nó không có lên con các bạn ơi. Không có lên con trên bông. Và nó đã khô rồi, khô hết cái cây mẹ luôn rồi. Con rất là dễ thương luôn. Còn đây là cái cây mà mình cắt ra đây. 4-5 cái đầu. 5 cái đầu nhưng mà nó đã bị gãy một cái các bạn. Hôm trước bị đổ cho nên bị gãy, cho nên mình đã trồng ra đây. Đầu nào cũng lên rất là nhiều con luôn. Này chưa có khỏe lắm nè. Rất là nhiều con luôn các bạn ơi. Lời lắm luôn. Rất là lời. Và bây giờ thì heo nhôm nó đang ngủ các bạn. Nó đang ngủ. Năm cái đầu mình cắt ra đây các bạn. Em nào cũng khỏe hết, nhưng mà không có được đẹp màu nữa. Tại vì mùa này đang ngủ cho nên hết đẹp à. Bây giờ là tháng 8, các em đang ngủ. Khoảng giữa tháng 9 mình sẽ cắt nó ra đó các bạn. Sẽ cắt những cái này và trồng vào đất. Thank you.